Ngọc Trinh đưa cháu gái đi nghỉ dưỡng. Người mẫu Ngọc Trinh tận hưởng kỳ nghỉ tại một resort cao cấp ở Ninh Thuận cùng hai cháu gái, hôm 13 tháng 3. Nữ hoàng nội y mặc gợi cảm, chơi đùa cùng các cháu tại bể bơi của resort. Từ khi được về nhà, cô dành nhiều thời gian bên gia đình, chăm sóc hai nhóc Tì Hy và He là con của anh ruột. Ba cô cháu quấn quýt, tạo dáng ngộ nghĩnh để chụp ảnh. Ngọc Trinh cho biết hai bé đều mê cô út nên tranh giành để được ngồi cạnh cô. Ngọc Trinh có 11 cháu nhưng đặc biệt cưng chiều hai bé Hy và He vì còn nhỏ. Bé He, 5 tuổi, được khán giả xét thừa hưởng nét đẹp từ cô út. Đặc biệt là đôi mắt tròn và gương mặt bầu bĩnh. Bé sống với Ngọc Trinh trong căn biệt thự ở Thủ Đức từ lúc 3 tuổi, được cô yêu thương, nuôi dạy như con ruột. Ngọc Trinh từng nói rất vui khi có cháu gái giống mình và muốn đào tạo cô bé thành mẫu nhí sành điệu, có gu thời trang riêng và dạn dĩ trước ống kính. Cháu gái cô cũng tỏ ra có năng khiếu khi diễn xuất tự nhiên trong các video đăng trên mạng xã hội. Giai đoạn này, Ngọc Trinh chưa chính thức trở lại công việc nên dành thời gian sản xuất các nội dung về cuộc sống, gia đình, người thân nhằm chia sẻ đến khán giả. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.